Chào mừng các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2018 bao gồm những nội dung chính như sau. Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng. Kiểm tra hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân. Người chạy xe ôm bị bạn nhậu đâm chết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tự thú gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong. Vụ bán bò giống chính sách cho lò mổ, đồng ý nộp lại tiền. Bạo loạn tại đồn cảnh sát Venezuela, hàng chục người thiệt mạng. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 3, sau 5 ngày nghị án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên án với bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí PVN. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù, Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng, kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN 7 năm tù, tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 16 năm tù tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng cộng 23 năm tù. Vũ Khánh Trường 5 năm tù, Nguyễn Xuân Sơn 30 tháng tù, Nguyễn Xuân Thắng 22 tháng tù. Riêng hai bị cáo Phan Đình Đức và Nguyễn Thành Liêm lần lượt lĩnh 15 và 20 tháng cải tạo không giam giữ. Tòa án cho rằng ông Thăng phải nhận hình phạt cao hơn các bị cáo khác mới là phù hợp. Ông Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng cho PVN. Ông Ninh Văn Quỳnh bồi thường 100 tỷ đồng, ông Vũ Khánh Trường 40 tỷ, các bị cáo còn lại mỗi người 15 tỷ đồng. Theo tòa, ông Quỳnh về nguyên tắc phải bồi thường 20 tỷ đồng cho Ocean Bank, nhưng bản án sơ thẩm cuối năm 2017 trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ocean Bank đã buộc ông Sơn bồi thường 197 tỷ đồng cho ngân hàng này, nên giờ tuyên án ông Quỳnh trả 20 tỷ đồng cho ông Sơn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, sáng ngày 30 tháng 3, công an thành phố sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, thu giữ dấu vết vụ án Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000 quê An Giang, sát hại 5 người trong một gia đình. Việc kiểm tra hiện trường này nhằm phục vụ cho công tác điều tra vụ án, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng với các thủ tục tố tụng. Như đã thông tin, Nguyễn Hữu Tình lên thành phố Hồ Chí Minh làm nghề thợ hồ tại quận Tân Phú vào cuối năm 2015. Đến tháng 8 năm 2017, Tình được giới thiệu đến gia đình ông Mai Xuân Chinh, sinh năm 1972 làm việc. Mỗi lần Tình làm sai hoặc hư thì bị vợ chồng ông Chinh la mắng. Ngày 12 tháng 2, các công nhân được cho nghỉ Tết về quê, riêng Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng với gia đình ông Chinh. Rạng sáng hôm sau, Tình đã dùng hung khí sát hại 5 người thân của ông Chinh. Sau đó Tình bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nguyễn Hữu Tình bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Ngày 29 tháng 3, công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một vụ án mạng xảy ra trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khiến một người chạy xe ôm chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Bùi Đông Sơn, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, giữa ông Sơn và một người đàn ông tên Hoàng, 45 tuổi, sống lang thang trong làng đại học, gặp nhau tại ngã 3621, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Trong lúc ẩu đả, ông Hoàng bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực ông Sơn, khiến nạn nhân gục xuống đất tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, công an thị xã Dĩ An đã phong tỏa hiện trường, tạm giữ đối tượng Hoàng để điều tra. Theo một số người dân sống trong làng đại học, ông Sơn và ông Hoàng là bạn nhậu của nhau. Tuy nhiên, ông Hoàng có thân hình nhỏ con nên bị ông Sơn trêu chọc và đánh đập sau cuộc nhậu. Ngày 29 tháng 3, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, trưởng công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho biết, ông Phạm Văn Thụy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, đã thừa nhận lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng làm 4 học sinh thương vong. Vụ việc xảy ra vào đêm 23 tháng 3 tại quốc lộ 38B, đoạn qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Ô tô mang biển kiểm soát 29A-10565 lưu thông hướng Phù Cừ về thành phố Hưng Yên đã đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều. Hậu quả làm em BDP, sinh năm 2001, ở tiểu khu 7, thị trấn Vương, tử vong ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ba em còn lại bị thương nặng là VTN, DTH và NDT, cùng sinh năm 2000, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 3, Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1984 ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, đến cơ quan công an huyện Tiên Lữ trình diện và tự nhận mượn xe ông Phạm Văn Thụy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và gây tai nạn.
Tuy nhiên, quá trình xác minh và thấy có nghi vấn nên cơ quan công an chưa khẳng định Quyền là người lái xe gây tai nạn. Đến chiều ngày 27 tháng 3, ông Phạm Văn Thụy đã đến công an Tiên Lữ tự nhận mình lái xe gây tai nạn. Theo lãnh đạo công an huyện Tiên Lữ, ông Thụy khai, khi xảy ra tai nạn trên xe còn có 3 người. Công an huyện đang xác minh thông tin này, hiện ông Thụy đã được cơ quan công an cho tại ngoại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong chiều ngày 28 tháng 3, đơn vị đã mời cả 10 hộ dân trong chính sách nhận bò giống theo quy định hỗ trợ chăn nuôi của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để đối thoại. Trong đó, 5 hộ dân đã bán bò để giết thịt sau nửa tháng nhận nuôi. Tại buổi đối thoại, 5 hộ dân đang nuôi bò giống chính sách khẳng định rằng sẽ tiếp tục chăm sóc đúng chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn 5 hộ đã lỡ bán bò giống chính sách cho rằng do bò không thích nghi được, kém ăn, sợ mất tiền đối ứng bỏ ra nên đã bán giết thịt. Những hộ này cho biết họ sẵn sàng nộp lại phần tiền hỗ trợ trị giá bò giống 14 triệu đồng cho nhà nước nếu có yêu cầu. Trước đó, như đã thông tin, vào cuối tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Độ đã tiến hành cấp 10 con bò đực giống do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị hỗ trợ cho các hộ dân thôn Gia Độ, An Mỹ. Theo đó, mỗi con bò giống đực được hỗ trợ trị giá 18 triệu đồng, người dân đối ứng 4 triệu đồng, còn 14 triệu đồng nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, phần lớn số bò giống đực sau khi nhận đã được Ủy ban Nhân dân xã Triệu Độ cấp cho cán bộ xã và những người thân cán bộ. Sau đó có 5 con đã bị bán cho lò mổ giết thịt, khiến người dân bức xúc. Thưa quý vị và các bạn, phần tin quốc tế sẽ tiếp tục bản tin ngày hôm nay. Hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn kéo theo hỏa hoạn tại khu tạm giam của một đồn cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo của Venezuela ngày 28 tháng 3. Giới chức địa phương xác định đã có nhất 86 người thiệt mạng trong vụ việc này. Lực lượng chức năng hiện đã khống chế được ngọn lửa và đang triển khai công tác tìm kiếm. Thông tin ban đầu cho thấy có một cảnh sát bị bắn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến tính mạng. Các nhà tù ở Venezuela thường xuyên trong tình trạng quá tải, do đó các tù nhân thường được đưa về tạm giam tại các đồn cảnh sát. Các vụ bạo loạn cũng thường xuyên xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Hai tuần trước, 58 tù nhân vượt ngục ở đảo Margarita, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Venezuela. Sau đó, các đối tượng này đã bị bắt trở lại. Phần tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.